Xin chào mọi người, mình là Phương Hà, kênh của mình chuyên về sức khỏe và lối sống. Hôm nay mình cho mọi người xem một số hình ảnh mà mình thấy thú vị trên cái buổi đi của mình, đi chơi của mình đi Đà Lạt. Và mình đi từ Nha Trang. Từ Nha Trang lên Đà Lạt thì mình sẽ đi khoảng 130 km. Nhưng mà Nha Trang là ngang mực nước biển, còn Đà Lạt là 1.800m cao hơn mực nước biển. Cho nên là cái đoạn đường đi này thì rất là nhiều đồi núi và là cái cung đường mà đẹp có tiếng đó. Chân lúc đầu thì đường đi đẹp, xinh, cây cối xinh tươi, đồi núi và cái con đèo đây thì gọi là đèo Khánh Lê, là chỉ bản thân cái con đèo đó không là đã dài khoảng gần hơn 30 km rồi. Mây mỗi ngày một nhiều hơn. Đây là khách sạn mình ở Đà Lạt. Khách sạn này nhỏ thôi, khoảng 20 phòng. Và đây là phía sau của khách sạn, mặt sau. Cái phòng mình ở mình rất thích, thiết kế rất hợp lý. Khách sạn chỉ 3 sao nhưng cái phòng này mình nghĩ là đẹp như là 4 sao vậy đó. Cái bộ ra giường và gối còn đẹp hơn ở khách sạn nữa. Khách sạn 4 sao mà đặc biệt là cái view rất đẹp, view rộng và người ta làm kiến từ trên trần sát xuống dưới sàn nhà cho nên là mình không bị chắn view. Và thứ nhất là các cái ổ công tắc á, đều để ở đầu giường
rất là hợp lý, chứ ngay cả khách sạn 4 sao đôi khi cái việc này cũng không hợp lý đâu. Ở trong khách sạn cũng có lò sưởi, cửa sổ cũng rộng nên mình thì không thích máy lạnh, mình mở ra buổi tối nằm lạnh co ro rất là thích. Và đây là phòng tắm rộng, bồn tắm cũng có view đẹp, nhìn ra ngoài rất rộng. Nếu bạn thấy không, có thể vừa vừa tắm vừa ngắm cảnh núi rừng được, ngắm hoàng hôn để bình minh cũng được. Đây là một góc hoàng hôn khi nhìn từ khách sạn của mình. Còn đây là ban đêm, view khách sạn nhìn ban đêm này. Ở khách sạn thì buổi sáng được đã ăn sáng như thế này, và mình rất thích cái muỗng này nó nhọn ở đầu cho nên đưa vào miệng cảm thấy rất là vừa vặn dễ chịu, và ngay cả cái muỗng nhỏ trong trong phòng cũng vậy. Đây là địa chỉ của khách sạn, nếu mọi người thích thì có thể tham khảo. Cái mà mình thích nhất ở Đà Lạt là những cái biệt thự mỗi cái một kiểu rất đặc biệt, chẳng cái nào giống cái nào cả. Đây là cái view của mình lúc mình ngồi ăn sáng tại sảnh lớn của khách sạn đấy. Nói sảnh thì thực sự nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà view đẹp vậy đó. Đến mùa hoa dã quỳ nở chắc là chỗ này đẹp lắm. Đây gần chỗ mình ở có một cái nhà cổ, có hoa anh đào nở, nhà là bằng gỗ. Cái này thì không phải hoa anh đào đâu. Trên đường mình đi bộ lên trên đường Robin, mình thấy đấy, hoa anh đào nở. Hoa anh đào Đà Lạt chỉ nở khoảng 2 tuần vào đầu tháng 1 thôi. Chỗ này các bạn thấy rất là buồn cười nhá. Trên đường Robin mình ngắm cảnh chỗ này thì cây cối xanh tươi, đường bạt ngàn đúng không? Ở chỗ này quán cà phê để ngắm núi rừng nhiều lắm, và rất gần khách sạn cho mình ở. Và mình thấy một cái khách sạn ở dưới, một cái quán quán ở dưới ghi là Bali hay gì đó, thì mình bạn nhìn phía trái của hình đó có cái bậc thang này, mình mới sực nhớ trong rất là nhiều tấm hình thì mình thấy các bạn trẻ đứng lên chụp hình, ôi nó đẹp gì đâu, nhưng mà nhìn ở bên ngoài cho nó nhỏ chút xíu à, rất là bé. Mình trên cái hình đó mình rất là buồn cười, đúng là lên hình thì không thể không không phải lúc nào cũng cũng giống như ở ngoài đấy. Mình rất thích chụp các cái nhà cổ, những cái biệt thự ở Đà Lạt chẳng cái nào giống cái nào cả. Khi mà mình hồi trước mình lên Đà Lạt thì mình cũng thích xem nhà cửa rồi, nhưng mà lúc mà mình sang Paris đó thì mình mới thấy là ở Paris, ở trong nội ô của Paris đó, những cái biệt thự mà to như thế này không có nhiều. Đây là mình đi vào thăm cái khu mà Đà Lạt Kadasa, là khu biệt thự cổ của Đà Lạt. Hồi trước thì mình đi ở ngoài thôi, nhưng mà bữa nay mình đi vào bên trong và xem gần hơn. Thì lúc mình sang Pháp, ngay trên đường Montmartre ở Paris, mình cũng không thấy nhiều biệt thự to và rộng như thế này đâu, bởi vì không gian bên đó cũng chật, cho nên mình mới chợt nhận ra là Đà Lạt đang sở hữu rất là nhiều cái tài sản quý, đó là các cái Đà Lạt cổ kiểu Pháp. Mình thấy là không có cái nào giống cái nào cả, mỗi một biệt thự lại có một cái vẻ riêng biệt khác nhau. Và mình biệt thự mới cũng đẹp, nhưng mà sao mình vẫn thấy những cái biệt thự cổ nó có một cái vẻ gì đó rất là duyên dáng lạ lùng. Mà ngay cả ở Thảo Điền hay ở Phú Mỹ Hưng thì người ta xây biệt thự nhiều, nhưng mà vẫn không được có cái vẻ đặc biệt như thế này. Và quan sát kỹ thì thấy rất là hợp lý, từ cái lối vào, ban công, hành lang, cửa sổ, rồi cái việc mà cửa sổ hai ba lớp, có cửa kính, được cửa lá sách, ban công thế nào, mình rất là khoái xem cái thứ này. Ở Đà Lạt thì có đủ thứ hay để mình xem đúng không? Nào là biệt thự cổ này, rồi cây cối xanh tươi giống như ở châu Âu này, rồi đồ ăn ngon này, không khí thì lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng khoảng mười mấy độ. Nên là từ hồi còn bé mình đã hay đi Đà Lạt rồi, đi mãi không chán.
Và nếu như mà để ý thì chui vào những cái ngóc ngách thì vẫn thấy những cái mới hoài. Đấy, bạn thấy cái lối lên đẹp không? Và cái ban công làm rất là yêu. Mình xem đi xem lại cái biến đoạn phim này mà vẫn thấy thích. Cái ban công khác to hơn, hình cong cong, trông rất hay. Và mấy hôm ngày nào mình đi chơi cũng mưa, một cây thông tự nhiên, không phải như Sài Gòn mình phải đi kiếm thông về để mà trưng Noel đúng không? Tại vì mình thì có khả năng đi bộ tốt, mình có thể đi vòng quanh Hồ Tây, mình có phát bộ 4 tiếng đồng hồ, hay là 5 tiếng đi, 18 km. Cho nên mình rất thích đi bộ. Và khi mà đi bộ thì mình sẽ không đi được nhiều, nhưng mình sẽ đi được sâu hơn, ngắm nhìn thấy nhiều thứ hơn, và rất là khỏe người. Thế là một cái biệt thự kiểu khác. Theo mình biết thì kiến thức một chút thôi, ở châu Âu thì nhà mà ở Pháp sẽ kiểu khác, miền Nam nước Pháp kiểu khác, miền Bắc khác. Và ví dụ ở Thụy Sĩ, một số nơi thì họ hay thiết kế kiểu mà có cái những cái đường kẻ ngang màu đậm, nên là các biệt thự ở đây chẳng cái nào giống cái nào cả. Chính ra thì mình thấy biệt thự cổ Pháp ở Đà Lạt đẹp hơn là ở bên Paris. Lý do là như thế này, đó là theo mình thôi nha, có thể đúng có thể sai. Ở đây thì nó nhiều màu sắc hơn, còn ở Paris thì mình thấy là tất cả đều sơn cùng màu, màu xám hoặc màu trắng, trắng xám thì đúng hơn, mình thấy nó lạnh lẽo và nó buồn lắm. Còn ở Đà Lạt thì nó sơn đủ màu này, ở dưới nền thì màu xám, gạch xám, rồi khung cửa thì màu xanh, nhìn mỗi chỗ mỗi khác nhau thì nó nhìn vui mắt hơn và đẹp hơn. Còn bên kia thì mình cảm thấy nó lạnh lạnh thế nào ấy. Bây giờ đang là mùa đông cho nên là cây cối cũng hơi khô, không có tươi tắn như là mùa hè, mùa xuân. Có lẽ ngày xưa là cái khu biệt thự của Katasa này là những người vô cùng quyền quý của chế độ thực dân ngày trước ở. Và Đà Lạt được xây dựng lên cũng để dành cho người Pháp khi mà đến Việt Nam có cái chỗ để nghỉ dưỡng, cảm giác là giống như là khí hậu giống như là bên xứ sở của quê hương của họ. Bạn thấy cái lối vào nó nhỏ xíu mà nhìn vẫn chưa, bên ngoài chỉ đi được một người đi qua được cái lối đi này vào thôi. Cho nên chính vì vậy mà mới chọn Đà Lạt. Đây là cái quán cà phê, cái biệt thự đầu tiên ở trong cái chỗ biệt thự của Đà Lạt Kalansa. Có lẽ vì đã vào nhiều quán cà phê nên chỗ này là chỗ mà trông có vẻ là sung túc, tươi tốt. Và họ nói rằng cái nhà mà có người ở thì nhìn nó sẽ rất là có sức sống, đẹp hơn những cái Đà Lạt khác, những cái biệt thự khác. Thì đây mình cảm thấy điều đó. Lúc này thì trời mưa khá to nên mình ngồi đây ngắm trời mưa, nhìn nhận được cả một tiếng đồng hồ. Tên là một cái biệt thự ở gần chỗ mình ở trên đường Đống Đa đấy, họ làm tỉa tót cây cối đẹp thế để cho mọi người đến chụp hình chơi vậy thôi, chả thấy bán vé gì hết. Thành Đà Lạt đúng là thành phố ngàn hoa, chỗ nào cũng thấy hoa. Chả phải thì bảo hoa anh đào, nhưng mà hoa anh đào khi còn ít hơn những loại hoa khác. Tháng 11 thì có hoa dạ quỳ, tháng 1 thì có hoa anh đào, tháng 2 sau Tết lại có hoa ban, lúc nào cũng có hoa cả. Bạn thấy không, những cái biệt thự rất là lạ lùng, hay lắm. Và mình thấy đơn giản, các kiến trúc sư Việt Nam thì mình có cảm giác người ta thiết kế nó hơi rườm rà thì phải.
đây là Hồ Xuân Hương. Mọi người nhìn xem cái ghế đá lại quay ngược ra ngoài đường mà không để nhìn vào để ngắm hồ, chả hiểu tại sao. Và đối với mình thì đến Đà Lạt mà không đi bộ một vòng quanh Hồ Xuân Hương thì chưa gọi là đến Đà Lạt. Hồ Xuân Hương thì mình đi bộ khoảng chừng hết khoảng 5 km, nhưng mà mình lúc nào cũng nhận nha, đi rồi ngồi ngắm cảnh cho nên thường đi phải mất 2 tiếng. Nếu mà không nói Hồ Xuân Hương thì nhìn này cứ tưởng là đang ở châu Âu. Và đi bộ quanh hồ thì mỗi góc đều có những cái vẻ đẹp khác nhau mà ngắm rất là thích. Xuân Hương lại đẹp một kiểu khác nhau. Đời cũ đấy, bây giờ người ta để cây cỏ mọc tùm lum chứ không phải là sân gốc như hồi trước. Chỉ có một đoạn lúc đầu là còn giữ gìn thôi, còn về sau này là để vậy. Đến một quán cà phê, mình nhìn lên quán cà phê cạnh Hồ Xuân Hương thì thấy tất cả mọi người nhìn ngắm cảnh, nhưng mà thực ra cuối đời tất cả đều chúi mắt nhìn vào điện thoại. Đấy, một anh đi xe BMW dừng lại hỏi mình: chị ơi, đường về thành phố đi đường nào? Biệt thự đẹp ghê. Mình mới bảo anh ấy là: anh coi Google đi, em cũng dân thành phố luôn, có biết gì đâu. Đây là biệt thự mới, không phải biệt thự cổ. Đây là biệt thự cổ này. Mỗi cái mỗi vẻ. Nghe nói ngày xưa ở Đà Lạt rất là có ngàn biệt thự cổ, nhưng mà bây giờ cũng hư hỏng một ít rồi. Giữ gìn những cái tài sản này đó, mình theo mình rất là quý. Tại ở bên Pháp mình, ngay Paris, mình cũng không thấy được một nơi mà tập trung nhiều như thế này. Hoặc là cũng có thể mình biết không chính xác. Và mình rất thích cái mái ngói ấm áp của biệt thự ở Đà Lạt. Tại vì ở bên Paris thì mình thấy không ấm áp thế này đâu, nó màu xanh, màu xám, trắng, trông lạnh lẽo lắm. Chính vì vậy mà mình đi lại xem lại kỹ nhiều hơn, ngắm lại những cái biệt thự ở Đà Lạt. Đây là cái cục bản đồ Đà Lạt, hình như là cũng một lần bị cháy nên xây lại một ít, sửa sang lại một ít, và mình thấy rất là ấm áp. Mình rất là thích ngắm mấy cái này. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Ở bên Đà Lạt thì những kiến trúc mà có gạch ngói này không, ở bên Pháp, ở Paris thì kiến trúc ngói này không có nhiều. Nhà thờ đồ gì cũng xây màu xám trắng, lạnh lẽo chứ không ấm áp như thế này. Ở đây hoặc là nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, hoặc là nhà thờ Con Gà, hoặc là tháp chuông ở đây đều xây như vậy. Nhìn rất thích. Và đều dùng mái ngói đỏ. Đúng là chúng ta học được cái sự duy mỹ, cái vẻ đẹp về kiến trúc của người Pháp. Mình rất thích những cái ban công kiểu có cái cửa như thế. Chảo cái nào giống cái nào. Đây là chùa Thiện Mỹ, một ngôi chùa rất dễ thương, rất sạch sẽ. Khi mình ghé đi trên đường thấy thăm, và mình bạn thấy cái chân bát nhang không, rêu mọc xung quanh như vậy. Đây là một quán cà phê, mình ngồi ngắm cảnh ở gần khách sạn mình ở. Vừa có rừng, vừa thấy rừng, vừa thấy núi xa, thấy núi La Biang.
mong là cái video của mình làm cho mọi người vui và thấy được một số cái góc nhìn khác của Đà Lạt nhé. Xin chào mọi người.